xác minh tài sản gần 60 cán bộ ngân hàng nhà nước. Thưa quý vị, theo thông báo của ngân hàng nhà nước, thực hiện kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm nay, ngân hàng nhà nước đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập công tác tại 21 đơn vị. Danh sách bao gồm 6 người tại 4 đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước trung ương, 34 người tại 14 ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố, một người tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Việt Tim Banh, 4 người tại ngân hàng Đại Dương Ocean Bank và 13 người tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank. Tài sản thu nhập của số cán bộ này được ngân hàng nhà nước thực hiện theo quy định luật phòng chống tham nhũng. Việc này nhằm đánh giá và ngăn ngừa, xử lý việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực của cán bộ trong diện xác minh lần này. Theo quy định, số lượng người được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh. Người có nghĩa vụ kê khai mà giải trình nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm không trung thực, tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định. Cụ thể, người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản thu thập không nộp bản kê khai sau hai lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. Năm 2023, ngân hàng nhà nước bốc thăm đã lựa chọn 65 người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2022 để thực hiện xác minh tài sản thu nhập theo đó, các đơn vị cá nhân được lựa chọn gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một người, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, một người, Vụ Tài chính Kế toán, một người, Vụ Quản lý Ngoại hối, hai người, Vụ Tổ chức Cán bộ, hai người, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, hai người, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, hai người, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, hai người, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, ba người, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, 3 người. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, 3 người. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, 3 người. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang, 3 người. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, 3 người. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đà Nẵng, 3 người. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Cần Thơ, 4 người. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, 4 người. Vụ kiểm toán nội bộ, 5 người. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC 5 người, Học viện Ngân hàng 4 người, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội 8 người. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5 2024. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 65 NQCP ngày 7 tháng 5 2024, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định từ đầu năm và tinh thần năm quyết tâm, năm bảo đảm, năm đẩy mạnh, đã đề ra tại nghị quyết số 44 NQCP ngày 5 tháng 4, 2024. Phát huy những kết quả đạt được, chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, kịp thời hơn nữa trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, cơ quan địa phương căn cứ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế ban chỉ đạo, tổ công tác thành viên chính phủ làm việc với các địa phương các hội đồng điều phối vùng thúc đẩy liên kết vùng gắn với tăng cường xúc tiến đầu tư tăng cường kỷ luật kỷ cương xử lý từng bước chắc chắn tháo gỡ triệt để những tồn tại hạn chế vướng mắc kéo dài nhất là trong phân cấp phân quyền quyết liệt sửa đổi trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định pháp luật còn vướng mắc bất cập đã được tổ công tác của quốc hội chính phủ chỉ ra khẩn trương thống kê giả soát đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quyết định số 104 quy đề TTG ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ gửi kết quả ra soát phương án về Văn phòng Chính phủ chậm nhất trong tháng 5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện tích hợp thông tin vào thẻ căn cước theo quy định tại khoản 2 điều 22 luật căn cước 2023 và ra soát cập nhật, điều chỉnh, bổ sung dữ liệu của hệ thống thông tin do Bộ Ngành Quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 6-2024 tập trung triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông, ra soát tái cấu trúc quy trình tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024 theo quy định số 206 qdttg ngày 28 tháng 2 2024 của thủ tướng chính phủ bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ chất lượng hiệu quả tiếp tục giả soát đánh giá cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia Bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, ưu tiên nguồn lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, an ninh mạng được Thủ tướng Chính phủ giao tại kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chỉ thị số 04 CTTTG ngày 11 tháng 2, 2024, chỉ thị số 09 CTTTG ngày 23 tháng 2, 2024, công điện số 33 CDTTG ngày 7 tháng 4, 2024, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các bộ, cơ quan, địa phương chưa hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, cần khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, định kỳ giả soát, cập nhật, điều chỉnh vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giao trong từng giai đoạn. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ động tích cực, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện vị trí việc làm để hướng dẫn và kịp thời có giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phù hợp. Các đồng chí bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa 15 thông qua. Chỉ đạo quyết liệt bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và yêu cầu thực tiễn để khẩn trương soạn thảo, trình, ban hành văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Trong đó quán triển nguyên tắc tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng cường giám sát kiểm tra, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, tập trung mọi nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các tài liệu, tờ trình, báo cáo để bảo đảm chất lượng tốt nhất trình hội nghị Trung ương 9 khóa 13 và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại nghị quyết số 65 NQCP ngày mùng 7 tháng 5 2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5 2024 để làm cơ sở xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai chế độ tiền lương mới theo nghị quyết số 27 NQTW kể từ ngày 1 tháng 7 2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đôn đốc hướng dẫn các địa phương khẩn trương thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, 2024, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nơi sắp xếp đơn vị hành chính, tăng cường trách nhiệm điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai vị trí việc làm của các bộ, cơ quan, địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương, giả soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đồn đốc các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổng cục, thẩm định để các bộ, cơ quan hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua, xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5, 2024. Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngoại giao, nội vụ, ban tôn giáo chính phủ, ủy ban dân tộc theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các khuyến nghị của ủy ban công ước crd và các báo cáo liên quan chuẩn bị kỹ nội dung kịch bản các phương án để phiên đối thoại về báo cáo quốc gia ở upr ở hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc tại geneva thụy sĩ đạt được mục đích yêu cầu đề ra